chào tất cả các bạn. Hôm nay bố con mình sẽ uống thử các loại nước uống có ga nha các bạn. Xem màu sắc và mùi vị của nó như thế nào nha. Rồi bây giờ bố cho Xu Linh chọn loại nào. Xu Linh thích loại nào? Lên chọn đi. Loại này hả? Loại này là Mirinda nha các bạn. Mirinda. Rồi bây giờ bố sẽ mở cho có Xu Linh uống thử nhá. Thích quá hả? Rồi bố rót nha. Rồi, Xu Linh uống đi. Xu Linh uống một thử xem nào. Uống đi thôi nha. Ngon không con? Ngon hả? Cậu uống thử nhá. Yummy. Tuyệt vời. Anh lưu ý các em một điều nha. Những lon giải khát có ga các em trẻ con thì các em nên uống ít thôi nha. Rồi bắt đầu đến loại thứ hai, Xu Linh chọn loại nào? Bố để đây nha. Rồi cái này mở rồi, Xu Linh chọn cái nào? Xu Linh thích cái này hả? Cái này là lon Coca Cola màu đỏ nha. Cái này bên ngoài màu đỏ này nhưng mà bên trong thử xem là màu gì nha Xu Linh. Bố mở nha. Wow. Rồi bố sẽ rót Coca vào lon cho Xu Linh nha. Wow, nhiều bọt quá. Wow. Rồi. Màu này là màu gì Xu Linh? Coca có màu đen đúng không? Nước Coca có màu đen đúng Xu Linh. Rồi bây giờ bố sẽ uống trước rồi để Xu Linh uống nhá. Xu Linh uống các bạn ơi, tại lon Coca này là có rất nhiều ga ấy, là trẻ con chúng mình uống ít thôi nhé. Rồi và bây giờ bố vào đây lon Coca đây. Tiếp theo là Xu Linh chọn lon nào? Lon này hả? Màu xanh lá cây nha Xu Linh. Màu xanh lá cây là gọi tiếng Anh gọi là gì? Green đúng không? Xu Linh thích cái nào? Xu Linh thích cái này. Xu Linh thích cái này hả? Trời ơi, không thích kia hả? Cái này là màu xanh lá non chuối nha các bạn. Lá non nha. Rồi bây giờ bố bật nắp nha. Rồi bố bật nắp nha. Wow, rồi bố rót nha. Nó cho các bạn xem nha. Rồi màu này nó hơi cam, màu cam đen đó các bạn. Hơi đen đen đúng không? Rồi Xu Linh uống thử nào. Xu Linh không thích à? Xu Linh chỉ thích Linda màu cam này thôi các bạn ơi. Rồi bây giờ anh sẽ uống thử nha. Ngon Xu Linh ơi. Xu Linh uống thử không? Lâu quá Xu Linh không uống thử các bạn ơi. Rồi mình lại để đây nha các bạn. Rồi Tiếp theo đến cái gì Xu Linh? Cái này hả? Cái này không phải Xu Linh chọn này. Cái này là lon màu xanh lá cây. Rồi bây giờ anh sẽ rót vào ly cho các bạn xem là trong lon này có màu gì nhá. Đây, anh rót vào ly này. Ly này có ga Xu Linh ơi, bọt trắng này con. Trắng nha, có rất nhiều ga. Rồi Xu Linh uống. Chứng tỏ Coca là Xu Linh uống ít thôi nha. Sao con? Ngon hả? Bú uống nhé. Nhá. Ngon quá. Yeah. Để đây, bố để đây nha. Tiếp theo, Xu Linh chọn cái nào? Cái này. Cái này có màu xanh nước biển nha. Blue. Rồi bố rót cho Xu Linh nha.
Su Linh, mở rót vào ly nha. Đảo ạ. À, rồi mở rót vào ly nè. Su Linh nhìn này. Wow, có rất nhiều ga nha. Nhiều ga quá các bạn ơi. Đây là nước ngọt Coca nha các em. Wow, nước này giống giống cái lon này đúng không con? Màu nước giống cái lon này đúng không? À, màu này là màu đen nha. Black. Rồi. À, bên đây hả? Bố uống thử đã. Uống thử nha. Ờ. À. Rồi, bây giờ anh đặt ở đây tiếp theo còn một lon duy nhất. Đó là màu màu này màu gì con? Màu gì? Đúng rồi, đây là màu cam nha các em. Wow, anh bắt đầu mở nha. Còn một lon duy nhất và một ly duy nhất nha. Anh sẽ rót, anh bỏ vào đây nào. Rồi, wow. Wow, rồi, anh rót màu cam, đúng rồi. Số ly uống thử không? No. No á, bố uống thử nha. Bố thử rồi, bố rồi Su Linh uống ha. À, tuyệt vời. Su Linh uống không? Ừ. Đến đi. Đến đây. Yeah. 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 Rồi, khi ta uống xong nước, bố sẽ giới thiệu màu của các ly cho Su Linh và các bạn xem nhé. Đây là màu cam, màu xanh lá non, màu đỏ, màu xanh, cái này màu xanh lá nó già nha. Rồi cái này là màu xanh nước biển nè. Rồi cái này là màu cam nha các em. Su Linh, có bảo nè, trong tất cả các loại lon nước chảy khác này con thích màu nào nhất? Con thích màu nào? Màu nào? À, Su Linh thích màu này nhất các bạn ạ. À, màu này là màu màu cam nha các bạn. Rồi Su Linh uống. À, Su Linh uống không? Su Linh thấy thế nào? À, Su Linh lại thích này hả? Su Linh rất thích màu cam nha. Sao ta? Nhâm nghỉ. Rồi bye bye các bạn ạ. À, bye bye các bạn. Hẹn các bạn trong video tiếp theo của con mình nhé.